Bé giới kinh điển màn ảnh lấy vợ đẹp như Hằng Nga, 35 tuổi mát mặt vì con trai. Dù có rất nhiều phiên bản chưa biết giới nhưng Mã Đức Hoa là người đóng thành công nhất vai diễn này. Tây Du Ký 1986 đến giờ vẫn là tác phẩm kinh điển của phim ảnh Trung Quốc. Bộ phim gắn liền với nhiều thế hệ và đến giờ vẫn được xuất sóng mỗi dịp hè về. Trong phim, bốn thầy trò Đường Tăng đều rất được yêu thích và mến mộ. Nhiều người tò mò về cuộc sống của họ phía sau màn ảnh. Trong số đó, nghệ sĩ Mã Đức Hoa, người hữu vai Trư Bách Giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong Tây Du Ký 1986, Mã Đức Hoa thể hiện quá thành công hình ảnh một lão Trư lười biếng, ham ăn và mê gái. Tuy nhiên, ngoài đời Mã Đức Hoa không phải người như vậy. Hơn thế, so với ba đồng nghiệp còn lại, cuộc sống của ông khá thoải mái, đúng như nhân vật Trư Bách Giới trong phim. Được biết, sau vai diễn Trư Bách Giới, Mã Đức Hoa tham gia một số bộ phim khác. Tuy nhiên, cái vai diễn này không thể vượt qua Trư Bách Giới. Thành công của vai lão Trư này giúp cho sự nghiệp của Mã Đức Hoa lên đến đỉnh vinh quang. Giờ đây, ông trở thành nghệ sĩ lão làng được nhiều nghệ sĩ đàn em nể phục. Không chỉ có sự nghiệp thành công, Mã Đức Hoa còn có may mắn trong tình yêu hôn nhân. Ông kết hôn với bà Hồ Ngọc Mẫn sau thời gian dài tìm hiểu. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, Hồ Ngọc Mẫn là một người có ngoại hình xinh đẹp, không hề kém gì các diễn viên nổi tiếng. Hơn thế, bà còn được ví chẳng kém gì Hằng Nga. Mã Đức Hoa từng dành nhiều lời khen cho Hồ Ngọc Mẫn là xinh đẹp, bao dung, hết lòng vì chồng con. Mã Đức Hoa và Hồ Ngọc Mẫn dù bên nhau nhiều năm nhưng hiện tại tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Không chỉ có vợ đẹp, Mã Đức Hoa còn tự hào về cậu con trai. Được biết, Mã Dương, con trai của Mã Đức Hoa là một doanh nhân thành đạt. Anh sở hữu vẻ ngoài đẹp trai do thừa hưởng gen tốt từ cả bố và mẹ. Mã Dương tốt nghiệp một trường đại học tại Singapore. Sau khi tốt nghiệp, anh về nước mở công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông. Mã Dương nằm trong top doanh nhân trẻ đạt tại Trung Quốc. Sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ, anh chàng chính là niềm tự hào của bố.